Hiền đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Kính thưa quý vị, năm mới Tết đến, ai cũng háo hức và mong đợi những điều tốt đẹp hơn năm cũ. Tết Nguyên đán là một phong tục truyền thống, mỗi năm một lần, không thể thiếu đối với người dân Việt Nam. Để có một năm an khang, thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, người dân Việt Nam nói chung và những người theo tín ngưỡng Phật giáo nói riêng đều rất coi trọng khoảng thời gian đầu năm. Do đó, mùng 1 Tết nên làm gì để cả năm may mắn, bình an là câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều trong thời gian gần đây. Để biết mùng 1 Tết nên làm gì để đón được nhiều điều tốt lành, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên là đi lễ chùa đầu năm. Lễ chùa là việc làm được thực hiện nhiều lần trong năm, đặc biệt đối với những ai làm ăn kinh doanh. Chính vì thế, việc đi lễ chùa đầu năm càng trở nên quan trọng để có mong muốn có nhiều tài lộc, sức khỏe cho cả năm. Hơn nữa, việc đi chùa còn giúp bạn cảm thấy tĩnh tâm hơn để nhìn lại một năm cũ và có định hướng sau một năm mới tốt đẹp hơn. Các gia chủ có thể đi lễ chùa từ gần đến xa, có thể đi gần nơi mình sinh sống ngay buổi sáng hoặc buổi trưa mùng 1. Theo truyền thống tâm linh người Việt, ngày Tết chúng ta thường hay mời thần linh, gia tiên về ăn Tết. Người ta cũng cho rằng những lời cầu nguyện trong năm mới sẽ thường được thần linh ưu ái cho thành sự thực. Mỗi mùng 1 Tết cũng như cả năm gặp nhiều điều như ý, trong ngày đầu tiên của năm mới khi đi chùa thắp hương, khấn Phật, hãy dành những lời cầu nguyện tốt lành cho người thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh mình. Tiếp theo là sáng mùng 1 không thể quên lì xì Tết, chúc Tết đầu năm. Mừng tuổi hay lì xì là tục lệ rất lâu đời của nhiều nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Những phong bao lì xì có tiền thể hiện là tài lộc, may mắn như một lời chúc tới người nhận một năm mới phát đạt hơn. Bên cạnh đó, việc tặng biếu quà đầu năm cho ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đối tác quan trọng vừa thể hiện tình cảm, vừa chúc họ có thật nhiều điều. Sáng mùng 1 Tết nên làm gì để may mắn? Chắc chắn là đừng quên lì xì cho những người thân yêu của mình nhé! Hãy dùng những lời chúc tốt đẹp đến những người thân yêu của bạn ngay ngày đầu tiên của năm mới. Việc chúc Tết có thể kéo dài trong nhiều ngày, nhưng chắc chắn bạn nhận được lời chúc Tết ngày mùng 1 Tết từ người thân yêu của mình sẽ khiến họ vui mừng, hạnh phúc và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thứ ba là mua muối đầu năm. Mua muối là một trong những việc làm mang lại may mắn trong sáng mùng 1 Tết. Từ xưa đến nay, cứ vào sáng ngày mùng 1 Tết là các bà, các mẹ lại mua muối của các cô bán muối dạo quanh làng. Đến ngày nay, khi các gánh muối dạo không còn nữa, nhưng tập tục mua muối vào sáng mùng 1 vẫn được các bà, các mẹ thực hiện. Mua muối dịp đầu năm là một việc làm tốt, có thêm muối sẽ giúp cho gia đình một năm mới thêm mặn nồng và bền chặt hơn. Thứ tư là giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ. Năm mới xí xóa những điều không may và không hay, vì thế đón năm mới bằng một tinh thần vui vẻ sẽ giúp bản mệnh nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Một nụ cười thật tươi sẽ giúp cho người đối diện và bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Đây là điều rất nhiều người mong muốn hướng tới. Hãy dành những nụ cười vui tươi nhất cho cả mọi người. Dù mọi chuyện không như ý cho lắm, hãy cứ bỏ qua, xề xòa vì năm mới thuận lợi, sởi lời, trời cho. Bạn vui vẻ thì cuộc sống cũng sẽ hạnh phúc hơn. Thứ năm là mặc trang phục mới sáng màu. Không phải tự nhiên cứ đến dịp cuối năm là người người nhà nhà nô nức kéo nhau đi mua đồ mới. Nó không chỉ phục vụ mục đích làm đẹp cho bản thân mà còn mong ước năm mới có nhiều điều mới. Nên lựa chọn màu sắc tươi sáng vì nó vừa thể hiện sự vui vẻ, vừa giúp bạn gặp nhiều điều may mắn hơn. Cuối cùng là ăn những món ăn may mắn ngày Tết. Các cụ xưa đã truyền lại những tục lệ riêng trong năm mới, trong đó có việc ăn những món ăn may mắn trong ngày đầu năm. Bánh chưng, bánh dày, trái cây tròn trịa, ngọt ngào là ngụ ý. Sang năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện đều được viên mãn, vuông tròn. Hãy thoải mái tận hưởng những món ăn ngon ngày Tết cùng người thân, bạn bè để gặp những điều may mắn bạn nhé! Quý vị và các bạn thân mến, sáng mùng 1 Tết nên làm gì thì các bạn đã nắm được những điều cơ bản. Bên cạnh đó thì cũng cần nhớ một số điều cần tránh, không phạm phải những điều cấm kỵ vào mùng 1 Tết để được hên cả năm, công việc thuận buồm xuôi gió, may mắn cả năm, tài lộc đến nhà. Vậy mùng 1 Tết kiêng kỵ những điều gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là quét nhà hót xác là việc đại kỵ trong ngày Tết. Thưa quý vị, theo quan điểm dân gian, việc quét nhà trong ngày Tết sẽ quét đi cả theo lộc xuân, gia đình sẽ bị xui xẻo.
Tục này bắt nguồn từ một điển tích của Trung Quốc ghi trong Xu Thần Ký. Đó là câu chuyện về người lái buôn tên là U Minh đi qua Hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Đem về nhà được vài năm thì U Minh ăn nên làm ra, rất giàu có. Một hôm nhân ngày mùng 1 Tết, không biết vì lý do gì mà U Minh đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống rác ở góc nhà. Vợ U Minh không để ý nên vô tình quét nhà, hốt luôn cả đống rác đó Như Nguyệt bên trong đổ đi, từ đó nhà U Minh lại nghèo đi. Người ta bảo Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ để thờ. Có lẽ vì vậy mà bàn thờ thần tài thường để ở góc nhà, từ đó có tục kiêng hót rác trong 3 ngày đầu năm do người ta sợ hót mất thần tài đi, trong đó đổ đi giờ làm ăn sẽ không còn phát đạt. Thứ hai là người có tang không nên xông nhà. Xuất phát từ phong tục xông nhà xông đất đầu năm, người đầu tiên bước vào nhà ai ngày mùng 1 Tết chính là người quyết định đem lại sự may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. Vì vậy những người nặng vía không hợp tuổi với gia chủ đừng nên đến xông nhà. Ngày đầu năm người có tang không nên xông đất xông nhà người khác để tránh xui xẻo. Thứ ba là kỵ vay mượn trả nợ ngày đầu năm. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân, con người mở cửa để đón lộc vào nhà. Còn nếu cho mượn hoặc trả giống như dâng tài lộc vào tay khác. Vì thế trong gia đình, ông bà cha mẹ thường dặn dạy con cháu trong dịp Tết không nên vay mượn tiền, đồ đạc của người khác để tránh cho cả năm rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, không may mắn trong công việc làm ăn. Tuy nhiên những điều kiêng kỵ kể trên còn tùy thuộc vào quan niệm và tín ngưỡng riêng của từng người, từng gia đình. Sau khi hiểu hết về các tập tục ngày Tết sẽ giúp mỗi người biết cách cư xử sao cho tế nhị, tránh gây hiểu lầm khó xử trong các mối quan hệ. 4. Thứ tư là kiêng nói những điều xui. Những phát ngôn đầu năm có thể ảnh hưởng đến những chuyện xảy ra trong năm, vì vậy bạn đừng nên nói những từ xui xẻo như là chết mất hay tiêu rồi, hỏng rồi. Đó là những từ không may mắn. Thay vào đó bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ và những câu chuyện mang lại may mắn, không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh mình. Việc to tiếng cãi vã vào đầu ngày năm mới cũng sẽ làm cho cả năm lục đục, không vui vẻ. Hãy cố gắng giữ hòa khí vui vẻ và bỏ qua cho nhau những lỗi lầm để tránh được bất hòa, cãi vã. 5. Thứ năm là kiêng đánh thức người khác trong ngày mùng 1 Tết. Gặp trường hợp đi chúc Tết mà người ta muốn dành lời chúc cho người đang ngủ nhưng không thể đợi lâu, tốt nhất là vị khách nên chờ dịp khác chứ không được đánh thức anh ta dậy. Không chỉ khách, ngay cả người nhà cũng không nên đánh thức ai trong ngày này mà phải để người ta tự dậy, nếu không người nằm ngủ sẽ phải chịu sự thúc giục của người khác trong công việc, quanh năm. 6. Thứ sáu là kiêng cho lửa ngày mùng 1 Tết. Người ta rất kiêng kỵ người khác đến xin lửa nhà mình về, quan niệm lửa là đỏ, là may mắn, cho người khác cái đỏ trong ngày mùng 1 Tết thì cả năm đó trong nhà sẽ gặp nhiều điều không may mắn như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra đường hay gặp tai bay, vạ gió. Quý vị thân mến, trên đây là những điều nên và không nên làm trong ngày mùng 1 Tết để đón được nhiều may mắn và suốt cả năm sau đó. Theo quan niệm truyền thống, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.